thì cái ở đây đó, bác ở trong nhà bác nhận đây này nhiều lắm. Vâng. Mỗi mùa bầu cử, ai là người đưa tiền cho Long Phạm để đánh phá phiếu cộng đồng? Đừng trúng kế kẻ gian, đừng bỏ phiếu cho Long Phạm. Mục đích của Long Phạm là gì? Vì sao ông chịu bỏ hơn 300 ngàn để tranh cử? Long Phạm đã ra tranh cử gần 10 lần để phá phiếu. Long Phạm chuyên viên phá phiếu mỗi mùa bầu cử. 2006 Hạ viện California, Long Phạm phá Trần Thái Văn, kết quả thua. 2012 Hạ viện California, Long Phạm phá Travis Allen, kết quả thua. 2014 Thượng viện California, Long Phạm phá Trần Anh Nguyễn, kết quả thua. Bác thấy rằng Mỹ nó không có làm những cái tờ rơi như thế này. Mình cái là mình phải nhục nhã. Đây là cái này của bên ông Tài Lê Diệp, mà kỳ này chắc chắn là Tài Lê Diệp thua. Là lý do cái người mà Tài Lê Diệp ra mà tranh cử đó, tôi đầy đủ hết. Tôi tính không đi bầu, nhưng mà kỳ này tôi sẽ phải đi bầu. Đi bầu để tôi bỏ những cái thằng mà tôi ghét, tôi không bỏ cho nó. Ông Tài Lê Diệp ở bên Đảng Cộng Hòa, hai người Long Phạm, tức là ông này, và ông Tài Lê Diệp, và ông Greg Haskin, ba người trong Đảng Cộng Hòa ra để lấy một cái chỗ này, thì chắc chắn ông Haskin này đắc cử. Là bởi vì hai ông Việt Nam này sẽ chia phiếu. Một ông thôi đó, chưa chắc đã phiếu được bằng một ông Mỹ. Mà đây là hai ông Việt Nam ra, thì thành ra bởi vậy đó là một cái flyer của bên Tyler Diệp đưa ra. Bên này còn có một cái rõ hơn nữa đó của Tyler Diệp. Tên là cái này được trả tiền bởi Tyler Diệp. Đây đúng không? Paid for Tyler Diệp for assembly. À đấy 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 à, Ê. đây, 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 à. Thưa, ở trên đài phát thanh tất cả những cái quảng cáo này Dạ. đều được nói một câu, nhưng mà nói một cái câu này rất nhỏ, nói Cái một câu hạ này giọng xuống. rất nhẹ thôi, Dạ vâng. để biết rằng thì là đây là được trả tiền quảng cáo. Dạ vâng. Mà cái trong cái này, tất cả những cái chữ này đều in to. Đấy. Và lại chơi cái mánh nữa là cái cờ đỏ sao vàng đấy. Nên đỏ chữ vàng in to, mà cái chữ paid for đó ta là Diệp thì in rất là nhỏ đấy, trên cái góc này. Đấy, tinh thần phục vụ và biết lắng nghe. Ông lắng nghe đâu, ông còn thiếu nợ tôi mà. Cái tôi sẽ qua cái vụ tháng 6 này đó, tôi sẽ nói chuyện với ông đó, tại vì tôi không muốn mang tiếng là phá. Và tuần này đó thì ông tôi sẽ có hẹn với lại ông City Manager. Tôi nói về cái thành phố Westminster. Tôi tranh cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang California địa hạt 72 với Hoài Bão. Hoài Bão mà viết là Hoài Bảo. Đấy, viết cái chữ Việt Nam mà còn sai nữa, nên bây giờ ứng cử cái gì mà bảo vệ cho ai? Phục vụ cho dân cư và nâng cao phẩm chất đời sống của chúng ta. Đấy, Tài Lê Diệp đuổi cái người nào viết cái này đi nhé. Bão hay bão nó khác nhau. Bão là storm, mà bão là cái là nói. Okay. Và cái này đó anh làm cái flyer làm cái gì thì làm cũng phải có cờ Việt Nam Cộng Hòa trong này. Bắt buộc phải có cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà anh ta là Diệp, anh biết lắng nghe tại sao anh không lắng nghe tôi, và anh biết lắng nghe tại sao anh đưa anh David Võ vào trong thành phố làm ủy viên kế hoạch, rồi David Võ bị FBI gài độ 3 lần, trả mỗi lần 5.000 đô la, tổng cộng 15.000 đô la tiền tống tiền. Anh đưa một cái người vào như vậy mà anh còn đi ra ứng cử làm
làm cái dân biểu nữa để làm gì? Còn cái này nữa, Tạ Đức Chí, tôi không thấy anh nào vô liêm sỉ bằng cái anh này. Hãy bầu rác cho dự luật E. Bác biết là dự luật E là dự luật gì? Tăng nhiệm. Đây. Ở cái cộng đồng này họ nói xấu. Thật sự rằng á, cái này thì tôi nói thật cho ông Tạ Đức Chí. Chỉ tăng cái nhiệm kỳ của một thị trưởng từ 2 năm lên 4 năm. Nhưng mà ngoài kia người ta phá ông Tạ Đức Chí. Người ta nói rằng á, dự luật E này là cái dự luật cho được làm thị trưởng muôn năm. Đấy. Muôn đời. Cái đó là sai. Ở thành phố Westminster nó không có cái luật cấm một nghị viên được giới hạn nhiệm kỳ. Tức là cứ bầu. Anh cứ già mà anh đắc cử là anh đắc cử. Thành cái đó nếu mà anh được tín nhiệm anh cứ được làm thì muôn đời nữa, thì đúng. Nhưng mà anh dịch cái dự luật E này ra là tăng nhiệm kỳ muôn năm là không phải. Chỉ từ 2 năm lên 4 năm. Họ lấy lý do rằng 2 năm chưa kịp làm cái gì thì đã hết hạn lại phải đi bầu lại. Thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó cũng không đúng. Tại vì 2 năm anh không chưa làm đủ đấy, anh cứ ra ứng cử nữa. Nếu mà anh cứ nói rằng anh có những kế sách này như này mà anh chưa làm hoàn tất thì anh làm đúng thì người ta lại bầu anh ở lại, có gì đâu mà phải tăng lên 4 năm. Mà mình tự mình đi quảng cáo cho mình như thế này thì không nên. Tự mình tăng nhiệm kỳ mình lên. Theo tôi thì theo tôi là cái dự luật Y này tôi thấy được thì là có vẻ nó hợp lý anh ạ. Dạ, tuy vâng. Rằng thì là có tại viện thì là cứ chốc chưa quen chưa ngồi nóng đít thì đã lại cái điều đó rất là đúng lo tranh cử thành vâng. Ra đấy thì ông họ chỉ lấy cái lý do đó thôi. Nhưng mà ông mánh nhà ông lấy cái chữ Sài Gòn, City of Westminster. Ông Tạ Đức Chí kiếm cho tôi cái chữ Sài Gòn, City of Westminster ở chỗ nào? Không. Nó nằm ở trong cái con đường hẻm đi vào trong Phước Lộc Thọ. Đấy. Nó chỉ được để một cái chữ như thế này thôi chứ không phải là tên đường. Tên một cái con hẻm. Đấy. Nhưng mà anh đưa in to ra để ra đều anh là cái người có công đặt cái chữ Sài Gòn này cho anh cái này nó ngoài tên đường. Vâng, dạo trước thì cái hồi đầu đó mình mới thấy rằng cái con đường này là nó là bên hông cái Phúc Lộc Thọ. Đúng rồi. Và rồi thì bên tay trái đó nó là cái rãnh cống. Cái rãnh cống. Dạ, vâng. Rồi thì là nó có các cái bụi hàng rào bằng hàng rào cây. Dạ. Nhưng mà tôi thấy rằng thì là cái city này nó có plan của nó là nó chơi đều à? Không, nó có plan của nó là đến cuối đó, đến cuối bắt đầu cái tiệm cơm chay đó, đỏ đó, tức là bây giờ nó thành ra là khu giải trí ăn uống của thành phố Westminster. Và nếu mà mình nhìn đó thì mình mới thấy rằng thì là mình nhìn á, mình mới thấy rằng thì là nó có kế hoạch. Cái mà cái hệ thống nhà đó, cái hệ thống nhà mà nó định cho cái người Việt để mà cho những người già mà đi qua đây ở đó, cái hệ thống bây giờ nó thành ra mới nó thất bại trong bao nhiêu năm nay. Dạ, vâng. Là mấy người ở Việt Nam người ta không muốn tụ tập tại đó. Dạ. Tuy rằng nó rất tiện lợi nhưng mà nó thành ra là cái gốc của Việt Nam. Thành ra họ không vào. Nhưng mà với cái này đó thì nó thành ra cái khu giải trí ăn uống. Thành ra nó sẽ thành công là ở cái chỗ cái khu đó nó thành ra khu ẩm thực. Ẩm thực cái văn hóa. Tức là Sài Gòn ăn chơi. Vâng. Và Sài Gòn ăn chơi thành ra mình thua ngày 30 tháng 4 là đúng rồi. Vâng. Và nhìn qua bên kia là cái dãy nhà villa mà cho thuê đó thì bây giờ nó lại là chính cái khu mà ăn chơi trước cái dãy nhà đó, trước cái building đó. Nào, cái building vâng. Bây giờ nó đổi thành Jasmine đó. Jasmine vâng. Đó. Vâng, bác một Hoàng Kim nói rằng Trung Mỹ
họ cấu kết nhau lâu rồi. Ví dụ tháng 12 năm 74 Đặng Tiểu Bình gặp Tổng thống Mỹ, thì tháng Giêng năm 74 ngụy quyền Sài Gòn để mất Hoàng Sa, tháng 2 năm 79 xảy ra chiến tranh biên giới, thì trước đó không lâu đã thấy Diệp Kiếm Anh gặp Henry Kissinger. Mình có mấy ảnh tư liệu này. Ok, Hoàng Kim đi vào trong KBC Hải Ngoại nhé, hoặc là vào youtube.com gạch chéo thắc mắc 52, đọc cái bài, đọc cái bài sự quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong 30 năm. Đã có viết rồi, đã có đọc rồi. Tại bạn không có đọc, thành ra bạn lại lên đây bạn góp ý cái chuyện góp ý mà chúng tôi đã nói. Và cái chuyện này thật sự rằng KBC Hải Ngoại nói nhiều lần, Bắc Cường cũng đã nói nhiều lần rồi. Bữa nay có lẽ là lần đầu tiên Hoàng Kim mới vào trong này, thành ra Hoàng Kim không có biết nha. Cảm ơn. Anyway. Thì có nhiều chuyện kỳ này đó, có lẽ là Tony Rockacut đi đó bác. Và cái chức vụ tránh biện lý, tại vì kỳ này có ông Todd Spitzer, ông cái chức vụ mà biện lý này đó, tránh biện lý này đó, không cần phải là đảng. Đấy, không cần đảng phái, nhưng mà ông Todd Spitzer này đó, lại ông lại được lòng cái dân Đảng Cộng Hòa ở quận Cam. Mà cả trưởng bang California nó chỉ có quận Cam này, thì có cái cử tri của Đảng Cộng Hòa tương đối là vượt trội hơn tất cả các đảng khác. Như San Francisco ấy cái thì Đảng Dân Chủ nó đông lắm. Và Tony Rockacut là bị 3-4 vụ rồi. Bác thấy rằng cái vụ mà bác đã từng lên đây về corruption ấy, đấy, cái vụ mà gọi là cái tham nhũng ấy. Vâng, bênh vực cái này, bênh vực cái kia đó, tờ Orange County Weekly đó. Và nhất là ông ấy lại phạm một cái lỗi là ông ấy xử cái thằng cái gì béo đó. Minh Béo. Cái thằng Minh Béo đó, cái thằng kịch sĩ đó. Minh Béo mà lấy cớ rằng thì là có thể nó trốn khỏi Việt Nam, bắt nó tiền ký quỹ 1 triệu đồng mấy gì đó, tôi thấy rằng thì là vâng ra thì anh ông Tony Rockacut lúc đó, đó là bà Giana Nguyễn, bà muốn nghe là lấy điểm đó, thì bà ấy đòi là làm cái luật là không cho đóng bèo tất cả những người mà cái là thay vì bà nói là tất cả bất cứ sắc dân nào, thì bà nói là không cho những người Việt Nam qua đây ấy, mà vi phạm tội được quyền đóng bèo. Đấy, thành ra bà này bà chuyên môn chụp những cái cơ hội này kia. Tại sao bà ghét Đảng Cộng sản? Ok, cái chuyện của bà ghét tất cả dân Việt Nam nữa. Theo nguyên tắc là thí dụ cái người nào phạm pháp thì là không cho đóng bèo, nếu mà không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc là không phải là thường trú nhân Hoa Kỳ thì được. Đây là rõ ràng mà bằng một cái ý kỳ thị, bà nói không cho đóng bèo những người Việt Nam qua đây mà vi phạm luật. Thành ra đó mà không biết tại sao ông Tony Rockacut ông lại chơi cái để cho anh Bình Béo thơ thới thân hoang đi ra về, không những là không cần đóng bèo nữa là mà được thả ra luôn nữa. Thành ra cú này cú rất là đau của bà Giang Anh Nguyễn. Bà bị mà thất bại cái vụ này, bà không có làm được cái luật mà gọi là cấm những người Việt Nam qua đây mà vi phạm bị đóng bèo. Vâng, thì mình đã 2 tiếng rưỡi. Vâng, thành ra nhưng mà tôi thấy rằng thì là cái bà này bà ấy đăng báo tất cả cái chương trình hành động của bà đó. Từ vụ mà ở bên Cali, ở Thượng viện Cali mà bà ấy... Bà bị cắt cổ ra ngoài. Vâng, bà ấy cào mặt con mẹ này. Con mẹ này, cái con... Ở Việt Nam mình có câu tưởng ngữ mình dám nói, nhưng mà chỉ nói là cào mặt ăn vạ thôi. Thành ra con này là trò của nó hay lắm ạ. Vâng. Cái con chẹt này nó chơi hay lắm ạ. Thành ra cũng mừng cho bà. Anh cử con này có chương trình à? Không biết là bà thắng hay thua. Thắng cũng tốt mà thua cũng tốt, không sao. Cái kỳ này bà thắng thì là có thể là bà thắng lắm, tại vì gốc tàu mà. Vâng.
Thì người Việt Nam mình ấy là chém giết nhau thì để cho tàu nó ngồi nó vào thế, nhưng mà cái vụ mà ông Donald Trump mà ông ấy nhượng bộ cho tàu về cái vấn đề thuế thương mại bây giờ đó thì cũng là một cái bài học cho cộng đồng mình. Bà Thanh Hiền bây giờ là hơi buồn tại vì thành phố Westminster, à quên, thành phố Garden Grove nó bán đất cho Trung Quốc này rồi đấy.